3 năm. Đồng giá hết ha. Hay là có khác nào? Trời ơi, cái sơn không mắc 2.4 triệu. Lựa cái mâm mới ha Tâm. Lựa cái mâm mới á. Cái mâm này nè. Đó, sao lại... Kìa, cái mâm nói đó. Mâm đó đời cũ. Cái mâm thì không có khác hả? Nam chỉ có bị lớn vậy hả? À, ông đổi chiếc xe bành kỳ vậy, ông đòi gì nữa? Đem hộ khẩu lên hả? Ờ, đem hộ khẩu. Photo công chứng được không? Được rồi. Không, vậy đâu. Vậy đó. Tưng lắm. Tưng lắm, chạy mới rồi, chạy vậy đi.
xe này chạy công an được mấy ngày? Công an nó bắt được mấy ngày? Tức là mình không có biển số chạy được mấy ngày á? Tức là từ đây tới thứ hai nó bắt là nó bị chạy bình thường thôi, nhưng mà đừng chạy nhanh quá nha, chạy nóng tỉnh thôi. Công an có vụ chạy nhanh không bắt mà chạy chạy không chạy gì, chạy gì dưới thôi, rồi thứ hai chạy lên thôi. Về ông làm cái van này nè, dán cái van này vô rồi mua cái vỏ. Có sao đâu, chạy hết rồi bắt đầu mới thay. Thì cái ưu điểm của cái vỏ không gột là khi mà ông cán cái đinh này là ông cứ chạy tiếp không có sao hết. Xăng thì nó rẻ mà bia thì nó mắc. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!